Rồi, chào em Lê Hương nhá. Em đây chị ơi, hôm nay lại lên outfit màu đen này, lên luôn cả xe màu đen đấy, này, em này giống thể thao thế. Hôm nay thì em Hương về thêm một chiếc xe rất là thể thao luôn. Với động cơ trang bị 1.8, một dòng xe Âu Mỹ số tự động đẹp bản NTZ nhá. Rất là nhiều thích bác chiếc xe này. Nhưng mà bản NTZ thì nó là bán như thế nào chị không hiểu. Bản NTZ tức là bản số tự động bản full hết đầy đủ rồi. Nên đầy đủ cửa sổ trời này, đầy đủ thông minh, điều hòa auto, 4 bánh trang bị phanh ABS chống bó cứng an toàn nhé. Một chiếc xe dòng Âu Mỹ số tự động form mới, tư nhân một chủ sử dụng từ đầu nhá. Tư nhân luôn. Số tự động mà với khá là nhiều option. 2017 sẽ lên được điều hòa auto này. Điều hòa cũng auto, đèn pha cũng auto và gạt mưa tự động nhé. Đấy, chị nhìn vô lăng này đấy. Nếu như mà xem xe không chỉ xem từ máy số động cơ mà xem luôn từ những cái tiểu tiết như vô lăng này, không bóng không mòn. Cái này là cái gì em? Nhớ ga tự động Cruise Control chị nhé. Đây, khẩu lệnh nghe gọi trên vô lăng. Và em này còn có luôn cả cửa sổ trời này. Số tự động nhiều. Luôn, nhiều option hiện đại, form dáng thể thao. Và em này em đang chào bán với cái giá cực kỳ yêu thương luôn. Cực kỳ yêu thương luôn các bác nhé. 390 triệu. À đây, quay cho chị này. Bình thường những dòng xe khác thì chỉ có 2 phím mở một trạm thông minh ở cánh cửa thôi. Riêng em này 4 phím mở luôn. 4 luôn à? 4 luôn. Bầu trời công nghệ luôn đúng không? 4 quả loa nghe nhạc to bản cực kỳ hay này. Ghế da zin cao cấp này. Đấy, cột kèo keo chỉ này. Lốp siêu dày luôn. Các bác có thể mở cốp bằng chìa từ xa hoặc ngồi trong xe các bác mở cái phím vừa rồi em Hương mở đấy ạ. Khoang hành lý siêu rộng rãi. Phân khúc cỡ xe 1.8 của LTZ nhá. Đây. Đấy, lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp em này form mới rồi. Từ những cái lốt cắt, lốt đinh tán này, cảm biến phía sau đầy đủ nhá. Thương hiệu Chevrolet NTZ. Nếu như số sàn sẽ là 1.6 thì LTZ sẽ là 1.8, đi sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Em này mà vào biển 30 thì nếu mà chị muốn vào biển sông Sài Gòn thì liệu tiền biển nếu như bác nào mà đang sống và làm việc tại khu vực Sài Gòn, Hà Nội này thì ngày hôm nay em sẽ ưu tiên đặc biệt cho các bác nhà mình nhé. Những tỉnh thành bình thường em đã bao vào tên rồi, ngày hôm nay riêng Hà Nội hay là Sài Gòn em bao lăn bánh luôn, bao lăn bánh luôn trực tiếp trên video này. Nếu như bác nào chốt chiếc xe Chevrolet Cruze 2017 này, tư nhân một chủ từ mới nhé, máy số zin một chủ từ đầu, 390 triệu bao luôn vào tên Hà Nội Sài Gòn nhé. Đấy, đấy là điều đặc biệt quá đẹp luôn đúng không? Kén xe nhé. Bình thường các bác chỉ kén biển Hà Nội thôi, vì nếu bác nào sống ở Hà Nội, nếu như tỉnh lẻ lên từ Hải Dương lên, từ tỉnh khác lên, toàn tiền biển thôi đã 20 triệu rồi, chưa tính vào tên. Thì ngày hôm nay em bao luôn vào tên, lăn bánh sẵn sử dụng cho các bác nhà mình. Bác nào quan tâm thì alo trực tiếp qua Zalo, em Hương tư vấn và hỗ trợ cho các bác nhà mình nhé.